bốn tịnh lự rốt giáo tức chẳng phải là bốn tịnh lự bốn vô lượng bốn định vô sắc rốt giáo tức chẳng phải là bốn vô lượng bốn định vô sắc tám giải thoát rốt giáo tức chẳng phải là tám giải thoát tám thắng xứ chín định thứ đại mười biến xứ rốt giáo tức chẳng phải là tám thắng xứ chín định thứ đại mười biến xứ bốn niệm trụ rốt giáo tức chẳng phải là bốn niệm trụ bốn chánh đoạn bốn thần túc năm căn năm lực bảy chi đẳng giác tám chi thánh đạo rốt giáo tức chẳng phải là bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo. Pháp môn giải thoát không rốt giáo, tức chẳng phải là pháp môn giải thoát không. Pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện rốt giáo, tức chẳng phải là pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Mười địa Bồ Tát rốt giáo, tức chẳng phải là mười địa Bồ Tát. Năm loại mắt rốt giáo, tức chẳng phải là năm loại mắt. Sáu phép thần thông rốt giáo, tức chẳng phải là sáu phép thần thông. Mười lực Phật rốt giáo, tức chẳng phải là mười lực Phật. Bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả mười tám pháp phật bất cộng rốt giáo tức chẳng phải là bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp phật bất cộng pháp không quên mất rốt giáo tức chẳng phải là pháp không quên mất tánh luôn luôn xả rốt giáo tức chẳng phải là tánh luôn luôn xả trí nhất thiết rốt giáo tức chẳng phải là trí nhất thiết trí đạo tướng trí nhất thiết tướng rốt giáo tức chẳng phải là trí đạo tướng trí nhất thiết tướng tất cả pháp môn đà la ni rốt giáo tức chẳng phải là tất cả pháp môn đà la ni tất cả pháp môn tam ma địa rốt giáo tức chẳng phải là tất cả pháp môn tam ma địa quả dự lưu rốt giáo tức chẳng phải là quả dự lưu quả nhất lai bất hoàn a la hán rốt giáo tức chẳng phải là quả nhất lai bất hoàn a la hán quả vị độc giác rốt giáo tức chẳng phải là quả vị độc giác tất cả hạnh đại bồ bồ tát rốt giáo tức chẳng phải là tất cả hạnh đại bồ tát quả vị giác ngộ cao tột của chư phật rốt giáo tức chẳng phải là quả vị giác ngộ cao tột của chư phật